Trước đó, trong rất nhiều trận đấu quan trọng ở các cấp độ đội tuyển quốc gia khác nhau diễn ra trên sân Mỹ Đình, bóng đá Việt Nam đã nhận nhiều thất bại đáng tiếc. Điển hình có trận đấu U23 Việt Nam để thua U23 Thái Lan 1-2 tại chung kết SEA Games 22 vào năm 2003. Ngoài ra, trong 5 trận bán kết AFF Cup các năm 2007, 2008, 2010, 2014 và 2016, đội tuyển Việt Nam thua 3 trận và hòa 2 trận. Cá biệt, trận chung kết AFF Cup năm 2008, đội tuyển Việt Nam cũng bị Thái Lan cầm hòa 1 đều và lên ngôi vô địch nhờ chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi tại Bangkok. Vào đêm ngày 5 tháng 12 năm 2018, trước cuộc tái đấu của đội tuyển Việt Nam với Philippines tại bán kết AFF Cup năm 2018, 40 quả cầu đá được nối với nhau bằng dây xích án ngữ phía mặt tiền của sân Mỹ Đình đã được di rời khỏi khu vực này. Quyết định của khu liên hợp thể thao quốc gia được đưa ra sau khi nhận được đề nghị của ban tổ chức trận đấu với mong muốn đội tuyển Việt Nam gặt được kết quả thuận lợi hơn. 40 quả cầu đá sau đó được di chuyển sang một khu vực khác và kể từ đó đến nay nó đã thực sự chìm vào quên lãng. Không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay việc làm này thực sự tác động phần nào tới kết quả thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã bất bại trên sân Mỹ Đình kể từ thời điểm đó tới nay. Thống kê cho thấy, ngay trong năm 2018, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 để giành vé vào chung kết, sau đó thắng Malaysia 1-0 ở trận đấu quyết định tranh ngôi vô địch AFF Cup năm 2018. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cầm hòa Triều Tiên 1-1 trong trận giao hữu. Vào năm 2019, đội tuyển Việt Nam tiếp tục cầm hòa Thái Lan 0-0 rồi đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Malaysia cùng tỷ số 1-0 trên sân Mỹ Đình ở các trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Những kết quả này đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử với tấm vé vào vòng loại cuối cùng tranh suất dự World Cup 2022, khẳng định sức vươn mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục. Kể từ khi di rời 40 quả cầu đá, những sự kiện trùng hợp nối tiếp nhau đem lại rất nhiều niềm vui và sự hứng khởi cho người hâm mộ Việt Nam được nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau. Những người nghiên cứu ở lĩnh vực phong thủy cho rằng việc loại bỏ năng lượng xấu do các quả cầu đá khi bị xích lại đã giúp yếu tố phong thủy ở khu vực sân Mỹ Đình tốt hơn, đem lại may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, một thực tế khác không thể phủ nhận, năng lực và kinh nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo kết hợp với một lứa cầu thủ tài năng được đào tạo bài bản đã giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích vang dội. Giờ đây, với những tác động tích cực dưới góc độ tinh thần và niềm tin được củng cố bằng năng lực, kinh nghiệm và khả năng chinh phục, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào những thử thách lớn hơn phía trước. Đội tuyển Việt Nam đang có sự kết hợp rất hài hòa giữa nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan để hiện thực hóa các mục tiêu lớn, nhưng trên hết, nó xuất phát từ sự tự tin vào năng lực của bản thân và cách nhìn nhận rất tích cực của các cầu thủ. Sau khi được các cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19 cho phép tổ chức các trận đấu thuộc vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đang có một điểm tựa tinh thần quan trọng để chinh phục giấc mơ lớn. Hy vọng những kết quả đầy khích lệ trên sân Mỹ Đình 3 năm qua sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thêm phần tự tin để tạo nên bước ngoặt trong hành trình lịch sử tại vòng loại World Cup.